Chào mừng các bạn đã quay trở lại với D News, kênh tin tức giải trí. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Sau khoảng thời gian vướng phải không ít những lùm xùm, bà Lý Vlog mới đây đã tuyên bố phải tạm dừng làm video với lý do hết kinh phí. Vào khoảng giữa năm 2019, bà Tân Vlog bất ngờ nổi lên như một hiện tượng khi đạt số lượng người theo dõi kênh YouTube lên đến hàng triệu người chỉ sau một thời gian ngắn. Thành công chớp nhoáng của bà Tân đã tạo cảm hứng cho một loạt các cụ ông, cụ bà khác cũng bắt tay vào làm video để đăng lên YouTube. Trong số này có thể kể đến như bà già 61 tuổi, ông Sáu Vlog, bà Tâm Quảng Nam, nhưng hầu như những kênh này đều đã dừng hoạt động hoặc rẽ sang hướng khác vì không thu hút nhiều người xem. Mãi cho đến gần đây, dân tình mới đổ dồn sự chú ý cho một nhân vật mới, đó là bà Lý Vlog. Thực tế, nội dung kênh bà Lý Vlog cũng không khác gì những kênh của các cụ ông, cụ bà hiện nay như thực hiện các món ăn theo phong cách thôn quê, góc quay dân dã. Tuy nhiên, bà Lý lại thu hút sự chú ý của cư dân mạng nhờ những tranh cãi như sao chép nguyên văn câu chào của bà Tân Vlog. Bà chào tất cả các cháu đã quay trở lại với kênh YouTube của bà Lý Vlog. Các cháu ơi, hôm nay bà lại làm clip. Bị người xem tố không trung thực trong chế biến, gây lãng phí thức ăn. Sau một khoảng thời gian gây tranh cãi, bà Lý Vlog mới đây đã tuyên bố sẽ tạm dừng làm các video. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại với kênh YouTube của bà. Các cháu ơi, từ hôm nay bà sẽ không ra video được đâu các cháu ạ. Bởi vì kinh phí bà dạo này rất eo hẹp nên không ra được video. Bây giờ bà xin tạm nghỉ làm YouTube, đến khi nào bà có lại làm tiếp các cháu ạ. Bà vẫn mong các cháu ủng hộ để bà có động lực phát triển kênh lên. Bà chào tất cả các cháu, bà Lý nói trong vlog mới. Bên dưới bình luận, có một số người chia buồn cùng bà Lý nhưng cũng có không ít những người cho rằng đây là chiêu trò câu tương tác của vlogger này. Một số người cũng cho rằng nếu quay trở lại, bà Lý nên tìm ra một hướng đi mới để xây dựng thương hiệu thay vì sao chép bà Tân Vlog. Ở thời điểm hiện tại, bà Lý Vlog khá nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok. Tính đến thời điểm hiện tại, tài khoản của vlogger này đã thu hút hơn 335.000 lượt theo dõi, cùng tổng cộng 3,6 triệu lượt thích trên TikTok. Mỗi video của bà Lý đều thu hút lượt xem khá lớn, dao động từ hơn 50.000 đến 12 triệu lượt xem. Lượng tương tác này của bà Lý Vlog chẳng hề thua kém những người tiền bối là bà Tân Vlog kia ở thời điểm ban đầu. Các bạn nghĩ sao về những thông tin này? Hãy comment để D News cùng biết nhé! Hẹn gặp lại ở những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!